Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một người phụ nữ bỗng nhiên mất tích đầy bí ẩn, không một chút manh mối gì. Mọi sự liên lạc đều rơi vào bế tắc. Cũng từ đây, sự xuất hiện của một xác chết trong bao tải trôi sông đã dần dần tố cáo hành vi tàn ác của kẻ sát nhân, hé lộ một vụ giết người liên quan đến số tiền lên đến cả tỷ đồng. Vậy không biết thủ phạm là ai, với phương thức gây án như thế nào và có mối quan hệ mật thiết gì với nạn nhân? Để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Câu chuyện đầy bí ẩn khởi nguồn từ lúc rời nhà trên chiếc xe mang biển số 51I31314. Chị Trần Thị Nga bỗng nhiên mất tích một cách đầy bí ẩn, mọi sự liên lạc đều rơi vào bế tắc. Nghi có điều chẳng lành xảy ra với em của mình. Vào ngày 18 tháng 3, bà Trần Thị Bích Lan, sinh năm 1973, ở Lê Chân, Hải Phòng, đã vội vã có đơn trình báo đến Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm với hy vọng tìm được em của mình. Theo đơn trình báo hỏa tốc của bà Lan, em gái bà là Trần Thị Nga, sinh năm 1960, trú tại 76 Cửu Long, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, rời nhà và bị mất tích vào ngày 7 tháng 5 không rõ nguyên nhân. Ngay khi nhận được tin tức, lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm đánh giá khả năng đây là một vụ giết người với nhiều tình tiết phức tạp và có liên quan đến nợ nần. Vì chị Trần Thị Nga hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền nặng lãi. Ngay lập tức, Tổng cục xác lập chuyên án mang bí số 105N điều tra, xác minh làm rõ đối tượng liên quan. Một lực lượng trinh sát đông đảo được tung vào cuộc để nắm bắt thông tin, điều tra lịch trình về các mối quan hệ ngoài xã hội của chị Nga. Qua sàng lọc các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân, ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Châu Kim Huynh, em chồng nạn nhân, sinh năm 1972, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin các trinh sát nắm được, trước khi chị Nga mất tích một cách đầy bí ẩn, Châu Kim Huynh có vay của chị Nga số tiền 1,5 tỷ đồng để làm hụi và cho vay lại lấy lời. Đến hạn phải thanh toán cả gốc và lãi, chị Nga đã nhiều lần gặp mặt, gọi điện đòi nợ nhưng mà Huynh chưa trả. Không những vẽ ra nhiều lý do để tránh nợ, Huynh còn chửi bới và có ý định đe dọa nếu như chị Nga cứ ép. Đang trong quá trình điều tra, bất ngờ đến ngày 12 tháng 6, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, PC45 Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được thông tin, tại địa bàn huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện một xác chết đựng trong bao tải trôi sông. Nạn nhân là nữ giới có nhiều đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân trong vụ mất tích mà lực lượng C45B đang truy tìm. Sau khi áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật hình sự, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định xác chết trôi sông tại địa bàn Lấp Vò chính là chị Trần Thị Nga, người được gia đình thông báo mất tích. Đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ việc, C45B đã tập trung lực lượng, phối hợp với PC45 Công an Đồng Tháp khẩn trương điều tra làm rõ. Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, đến chiều ngày 15 tháng 6, ban chuyên án bí số 105N đã làm rõ đây là vụ án giết người, cướp tài sản một cách man dợ, đồng thời triển khai nhanh lực lượng trinh sát, bắt giữ khẩn cấp nghi phạm chính là Châu Kim Huynh, sinh năm 1972, là em chồng của nạn nhân. Cùng hai đồng bọn khác là Trần Văn Trung, sinh năm 1968, trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, và Phạm Minh Thành, sinh năm 1975, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình bắt giữ khám nghiệm nhà, các đối tượng, lực lượng công an thu giữ được một khẩu súng K-59. Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng một mực phủ nhận hành vi giết người man dợ của mình và liên tục né tránh những câu hỏi của các cán bộ điều tra. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi do lực lượng phá án đưa ra, chúng đã cúi đầu nhận tội về hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Án mạng xuất phát từ mối quan hệ gia đình. Huynh có vay của chị Nga số tiền 800 triệu đồng để cho Trung và Thành vay lại với lãi suất cao hơn. Trung và Thành sử dụng khoản tiền này tiếp tục cho nhiều người khác vay, nhưng họ làm ăn thua lỗ, bỏ trốn nên không có tiền trả cho Huynh để hắn hoàn trả lại cho chị Nga. Trong lúc bế tắc, Huynh đã ấp ủ âm mưu giết chị Nga để xù nợ. Nhiều ngày trước thời điểm gây án, Châu Kim Huynh đã có cuộc mật bàn với Trung và Thành. Sau khi đưa ra nhiều phương án, cuối cùng cả ba cùng thống nhất đưa ra một kịch bản chi tiết để sát hại chị Nga là phi tang xác xuống sông. Có thể nói mặc dù vụ án để lại rất ít manh mối và chứng cứ trực tiếp, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, C45B và PC45 Đồng Tháp đã bắt giữ được đối tượng gây án, vạch trần âm mưu hiểm độc của kẻ cầm đầu. Theo lời khai của các hung thủ, như kế hoạch đã vạch ra, vào sáng ngày 7 tháng 5, đối tượng Phạm Minh Thành thuê chiếc xe ô tô 16 chỗ hiệu Mercedes đến quán cà phê Huỳnh Như ở cư xá Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh chờ trước. Kẻ chủ mưu Châu Kim Huynh sau đó sẽ điện thoại dụ chị Nga đến địa chỉ trên với lý do cả ba cùng nhau sang Campuchia mua xe ô tô.
Không hề mảy may nghi ngờ, chị Nga đi xe mang biển số 51I3-1314 đến điểm hẹn. Chị gửi xe lại quán rồi cùng Huynh, Trung và Thành lên xe ô tô lên đường. Để tránh nghi ngờ, che đậy âm mưu hiểm độc, cả ba đối tượng vẫn cười nói, hào hứng lên đường và không để lộ bất cứ sơ hở nào. Lúc bấy giờ, Thành là người cầm lái, chị Nga và Huynh cùng ngồi băng ghế thứ hai, còn Trung ngồi băng ghế sau cùng. Khi mà xe chạy đến đoạn đường vắng thuộc địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Huynh ra ám hiệu, Trung bất ngờ dùng dây dù thủ sẵn trong người, siết cổ chị Nga ngay lập tức. Huynh dùng tay siết chặt chị Nga, đồng thời dùng gối và khuỷu tay thúc mạnh vào ngực, mạng sườn cho đến khi tắt thở. Chị Nga vô cùng bất ngờ và cũng không thể nào chống cự lại sức của những gã trai. Sau một lúc, thấy chị Nga đã chết, tay chân buông thõng, các đối tượng khiêng nạn nhân để nằm ghế sau ô tô rồi chạy xe ngược về huyện Hóc Môn. Khi mà xe chạy tới Đức Hòa, Long An, Huynh và Trung lấy hai nhẫn bạch kim có đính kim cương, một sợi dây chuyền vàng loại 18K, một điện thoại di động iPhone, 1,5 triệu đồng của nạn nhân. Huynh tháo điện thoại lấy SIM và Lục lấy thẻ gửi xe, rồi bắt xe ôm quay về quán cà phê Huỳnh Như, lấy xe máy của nạn nhân gửi vào bãi xe của bệnh viện Triều An. Để tạo bằng chứng giả, đánh lạc hướng của lực lượng điều tra khi bị phát hiện, Huỳnh sử dụng SIM điện thoại của chị Nga nhắn tin cho anh Hoàng, chồng của chị Nga, với nội dung đang sang Campuchia có công chuyện, đúng như độc kế đã vạch ra. Khi mà Huynh về, Trung và Bình tiếp tục chở xác nạn nhân đến chợ Bến Lức, Long An. Tại đây, Trung vào chợ mua hai vỏ bao tải. Thành tìm một cục đá xi măng nặng khoảng 12kg để sẵn lên xe. Khi mà vật dụng để phi tang đã mua đầy đủ, chúng tiếp tục di chuyển. Đến một khu vắng vẻ, chúng bỏ xác nạn nhân và cục đá vào bao, cột chặt rồi lái xe chạy xuống An Giang. Khoảng 4 giờ ngày 8 tháng 5, xe đến khu vực vắng thuộc huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Trung và Thành khiêng xác nạn nhân vứt xuống sông rồi quay về thành phố Hồ Chí Minh tìm đến gặp Huynh. Huynh lập tức chỉ đạo Trung lập tức sang Campuchia điện thoại cho anh Hoàng, để anh Hoàng tin rằng chị Nga đã bị bắt cóc sang Campuchia. Sau vài ngày, Trung mới về Việt Nam. Ngay sau khi Trung quay lại, cả ba cùng nhau chia số tiền tài sản cướp được. Chiếc xe máy thì bán cho Nguyễn Quốc Chí, sinh năm 1975, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, được 6 triệu đồng. Trong thời gian lưu trú bên Campuchia, Trung mang hai chiếc nhẫn có gắn kim cương và một sợi dây chuyền vàng bán được 1.500 USD. Chiếc điện thoại iPhone bán được 10 triệu đồng. Về khẩu súng K-59, ngay khi các đối tượng khai nhận, vào tháng 3, Huynh qua Campuchia mua mang về Việt Nam, đưa cho Lê Minh Trường Sơn, sinh năm 1973, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cất giữ. Đến ngày 13 tháng 6, Sơn đưa khẩu súng trên cho Quách Thành Phương, trú tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh giữ. Sau đó, lực lượng C-45B đã ra lệnh bắt khẩn cấp Quách Thành Phương và Lê Minh Trường Sơn về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ một khẩu súng K-59 và 4 viên đạn, tạm giữ Nguyễn Quốc Chí về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội. Sau tất cả những tội lỗi do mình gây ra, vào ngày 11 tháng 10, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Châu Kim Huynh, 39 tuổi, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng bọn, hội đồng xét xử bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên án tử hình đối với Châu Kim Huynh và Trần Văn Trung, tuyên án tù chung thân đối với Phan Minh Thành cùng với các tội danh giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.